Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Trước mắt mọi người mẫu MTB Canly 4001. Thì trong cái tầm tiền mà 5 triệu 9 đến 7 triệu 9 thì chắc là mẫu này là nó sẽ là đứng đầu. Bởi vì là cấu hình của nó là rất là đồng bộ mọi người. 5 triệu 9 đến 7 triệu 9 nha mọi người nhé. Thì tổng cộng là nó sẽ có là 4 màu và 2 size, size 15 và size 17. Thì 15 thì mọi người cứ tầm ở dưới mét 6. 17 thì trên tầm khoảng mét 65 là chạy 17 là được rồi mọi người. Màu trắng, màu đen, màu xám, màu xanh, với lại một màu xanh lá đó mọi người. Mọi người tham khảo cấu hình nhé, chiếc này cấu hình khá là ok, đồng bộ lắm. Xe rẻ tiền mà chưa đến 6 triệu 6 5 5 triệu 9 đến 7 triệu 9 mà chạy thắng dầu Shimano MT200 này. Đấy. Thắng dầu nhé. Con xe nào mà cứ có thắng dầu là đã thế là xịn rồi. Và đi tay đè Shimano 8 lít 3 đĩa. 8 lít 3 đĩa mọi người. Rồi, nó sẽ là gạt đĩa là Shimano Tonei này. Giò dĩa cũng Shimano này. Mấy cái giò này nó là trục vuông các mọi người. Đấy, trục vuông, trục vuông. Rồi cùi đè lip Shimano Tonei 8. Và lip cũng là lip thả của Shimano luôn. Sợi sên này là sợi sên bình thường. Sợi sên bình thường mọi người ạ, không phải sợi sên KMC đẹp gì đâu. Sợi sên bình thường. Nó sẽ làm tổng cộng làm được 1 2 3 4 5 6 6 món Shimano. Chớn quay nhá, chớn của nó là bạc đạn, đùm trước đùm sau của nó là bạc đạn này mọi người này, em quay chớn quay rất là tốt này. Đấy, chớn quay cực kỳ tốt luôn. Và nó lại là cối nổ nhá mọi người nhá. Nó nổ không to lắm đâu nhưng có nổ. Có kêu tách 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 tách. Xe thì được kèm cả chân trống đây này. Em quay nhẹ thôi đấy, em không có quay mạnh đâu. Mà nó chớn rất là tốt này. Cả bánh trước bánh sau đều là thế. Tì bật khóa mở nhanh và bạc đạn hết mọi người nhá. Đấy, tì bật khóa mở nhanh và bạc đạn hết. Phuộc của nó là phuộc 27.5 bởi vì là nó đi bánh 27.5 mà. Đấy. Chớn tốt chưa? Đấy. Vỏ Kenda nhé mọi người nhé. Nó đi vỏ Kenda. Thì 275 là nhân tầm này tầm khoảng 2.1. Đúng rồi, 2.1 mọi người. Bánh 275 nhân 2.1 niền của nó thì chỉ là niền 2 phân. Xe địa hình mà. Đi van của van xe máy. Đấy. Ở trên con xe này thì size 17. Size 17. Thế nên là cái dáng xe nó sẽ đi từ đây và chéo xuống đây. Còn nếu mà dáng như dáng của size 15 thì nó sẽ thẳng một cái xuống đây luôn. Đấy. Con xe này thì yên này là yên xấu mọi người. Yên này không có đẹp. Yên không có đẹp. Sợi sên không có đẹp. Rồi bàn đạp này thì ở cái mức tầm rẻ tiền. Rẻ tiền bởi vì con xe nó dáng là quá mềm mọi người. Trang bị 6 món Shimano mà có được cái dáng khung đẹp như thế này. Rồi đi dây âm và không có mối hàn luôn thì tầm 5 triệu 9 đến 7 triệu 9. Thế nên là nó sẽ mấy cái món này thì mọi người sẽ phải là đầu tư trang bị thêm nhé. Thì để cho nó ngon nhé mọi người nhé. Xe rất là đẹp. Thắng dầu luôn mọi người. Đấy, tổng cộng 6 món Shimano. Bạc đạn trước sau, bánh 27.5. Có 2 size luôn. Rồi đùm lại cối nổ. Vỏ Kenda. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em 0706198999 hoặc ghé trực tiếp là 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mà size 15 thì tầm khoảng lanh quanh mét 6, size 17 thì lanh quanh mét 7 nha mọi người nhé. Thì là đi là đẹp. Đấy, tầm khoảng 65 trở lên là đi được 17 rồi mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người.